Chào các bạn, hôm nay mình kho cá bạc má, kho cà chua đó các bạn. Món này rất có nhiều dinh dưỡng các bạn ơi. Cá bạc má ăn nó cũng bổ mắt nữa. Rồi cà chua rồi nó cũng có vitamin C đó. Ở trong đấy cà này á, trong cái cá này á, thì mình ướp á, là một ít nước màu, nước mắm với bột ngọt, với tiêu, ớt. Rồi ngoài ra mình có để củ hành tây nữa nè các bạn. Ướp củ hành tây đầu vô mình kho cho nó thơm cái cá đó các bạn. Đó. Mình phải đổi món chứ cũng không thể nào mà ăn thịt hoài ha các bạn ha. Thịt gà, thịt bò, thịt heo rồi ăn đủ thứ rồi cũng phải xoay qua cá cho nó có chất này chất kia vậy đó các bạn. Ồ, cá bạc má là nó nạc nhiều lắm. Mà nó lại bình dân nữa. Có 80 ngàn ký các bạn ơi, hai con này nửa ký tức là có 40 ngàn à. Đó. Nó lại bình dân nữa mà ăn đổi món nó cũng rất là ngon miệng đó các bạn, rất là hao cơm luôn á. Chứ không nhất định là cứ phải ăn thịt đồ đâu các bạn ơi. Đó. Cái này mình cũng kho theo kiểu miền Tây á, ví dụ có thơm kho thơm, có cà kho cà. Kho vậy chứ ăn nó có chất cà chua này, nó ra chua chua rồi cá rồi nó thấm nó ngon lắm. Có một thời gian á mình cũng kho cá bạc má, kho mía nữa đó các bạn. Đã mua mía lót ở dưới đó, để hôm nào mình mua mía đó mình kho cá bạc má là mình chia sẻ các bạn xem nha. Con cá này rất là săn, mình ướp con cá đó cho nó săn lại, săn cứng con cá rồi mình hãy kho cho nó thấm nó săn. Giờ mình cho hồi nãy mình đã ướp hành lá với lại củ hành tím à, củ hành tây rồi, giờ mình cho thêm ít hành lá vô nữa các bạn. Hồi nãy là có hành lá có ướp rồi, rồi cũng có hành tây nữa, giờ mình cho thêm hành lá vào nữa. Một chút nữa mình tắt bếp chứ mình rắc thêm miếng tiêu vô nữa là được đó các bạn. Rồi mình chào tạm biệt các bạn ha, hẹn gặp lại ở những video sau.